Xin chào mọi người nhé. Xe máy Hoàng Anh, địa chỉ 999-1001 Hồng Hà, Trương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số điện thoại tư vấn của mình là 0905 95 8889. Xin phép mọi người là hôm nay sẽ lại lên sóng cho anh em một chiếc Honda Rebel 250 hải quan chính ngạch đời 2009, biển kiểm soát Hà Nội nhé. 29A100375, xin lỗi, đời 2010 nhé. Đời 2010, biển kiểm soát Hà Nội, 29A100375. Chiếc này thì đã sử dụng được 1.6350 cây số. Và hiện tại thì nói qua sơ lược với chiếc xe, một chiếc xe hoàn toàn zin 100% nhé. Từ nước sơn cho đến máy móc cho đến khung thân, rồi bô xe và tất cả những cái phần chi tiết của xe đều là zin 100%. Nước sơn thì đã còn đẹp và đang dán ni lông. Còn lại vành bánh tâm nan thì rất là đẹp và không bị han gì bất kể một chỗ nào cả. Tất cả những cái chi tiết liên quan đến phần mạ chrome là đều sáng bóng, không bị han gì nhá. Và như xe này thì đã xe máy Hoàng Anh mình cũng đã nói qua với tất cả mọi người từ trước, từ tất cả các video thì mua về là đã được vệ sinh bảo dưỡng tổng thể đầy đủ hết rồi. Và hiện tại là xe đang trong tình trạng hoàn hảo nhất, anh em mua về là sẵn sử dụng luôn, không phải chi thêm bất kể một cái chi phí gì cả. Đấy. Con này thì lên được cả cái tựa lưng sau này, rất là ok. Hình thức thì nó mình đánh giá là khoảng độ tầm 92-93%. Tất cả mọi chi tiết là zin, được cái con xe nó rất là zin nhá, 100% zin. Từ những cái tay nắm này này, đây các bạn nhìn nhá, những cái tay nắm này cho đến tay lái hay là tất cả những cái chi tiết của xe đều là zin cả. Đấy, nó còn những cái chi tiết mạ của nó còn rất là đẹp nhá, không bị nổ bất kể một cái xi mạ nào cả. Tất cả các cái chi tiết là còn đẹp và các cái phần của đồng hồ cũng như là các cái tính năng vận hành là đang trong tình trạng hoàn hảo nhất. Đây, như cổ phốt là con xe này là vẫn chưa cần phải chỉnh sửa gì đâu nhé các bạn nhé. Tất cả các cái cổ phốt cái thứ là còn nguyên zin của xe, chưa qua chỉnh sửa gì hết. Máy móc như các bạn cũng nhìn đấy, con ốc đầu này là zin tuyệt đối nhé. Như các bạn nhìn đấy, đây rõ ràng con ốc này là zin tuyệt đối. Gioăng của xe là vẫn còn zin, gioăng xanh rõ ràng đấy nhá các bạn nhìn nhá, gioăng hơi xanh rõ ràng. Tem bình xăng này, bình xăng đang dán ni lông nhá, tất cả cái phần sơn là đang dán ni lông nên nó rất là đẹp. Hình thức đạt 92-93%, pha zin theo xe này và những cái vành pha, viền pha, gáo pha rất là mới, rất đẹp, không có xước sát gì cả. Đồng hồ này hoạt động hoàn hảo nhá, chỉ chu. Cái ốc đầu của tí thụt này các bạn có thể xem trực tiếp, nhìn rất là đơn giản, rất dễ nhìn. Xi nhan zin theo xe. Đấy. Riêng cái da thụt của con xe này thì rất là đẹp, bởi vì xe này được chủ xe để bảo quản ở trong nhà cho nên là không bị rỗ cái tí thụt. Thường thường thì các cái con xe beo thì thường thường là để sử dụng lâu ngày thì cái da máy lẫn cái tí thụt ấy, kể cả các bạn để trong nhà mà nó có ẩm thấp thì nó cũng sẽ bị nổ, ví dụ như là những cái chỗ này này. Đấy, nó sẽ bị rỗ ra. Đấy, nó là cái, bởi vì là cái bửa máy của nó là bửa máy nhôm, cho nên là nó sẽ bị rỗ theo năm tháng, là nó sẽ bị rỗ như thế này. Đây, nắp máy nó cũng như vậy. Đấy, đây là những con xe này là được bảo quản rất là cẩn thận để trong nhà. Còn nó những con xe mà để ngoài mà sử dụng hàng ngày cái thứ thì nó sẽ thực sự là nó sẽ không được đẹp như thế. Đây, các bạn nhìn cái tinh thủ của nó đây. Bên này nhá, cái ti thụt của nó là vẫn nguyên zin đấy nhá, zin hết đấy. Tâm nan vành bánh này theo xe đầy đủ nhá, vẫn tâm nan vành bánh theo xe, không một cái chân nan nào bị hoen gì, không một cái chân nan nào bị hoen gì cả. Tất cả chân nan đều còn rất là đẹp sáng, anh em về mà sử dụng hàng ngày nữa thì rửa nữa lên nữa thì nó sẽ rất là đẹp. Dây dầu dây diếc là nghiêm chỉnh, cùm phanh này, lốp thì zin này. Đấy, đẹp. Chảng ba này, tem mác Honda đầy đủ. Đấy, như các bạn nhìn nhá, những cái phần của cái khung xe là không bị bất kể một nốt sơn ta nào cả nhá, còn vẫn còn đẹp, long lanh luôn. Đây là cái cần số và cái đề chân này. Như các bạn nhìn nhá, mình soi kỹ vào cái đấy, tất cả những phần mà xi mạ các bạn nhìn này, không có dấu hiệu han gì nào hết nhá. Tất cả phần xi mạ còn rất đẹp, không có dấu hiệu của sự han gì.
Còn đây, cái bường điện của bên này là nó bị rỗ một chút ở bên phía này. Theo năm tháng là nó rỗ này. Vẫn để zin nhá. Zin mộc nhìn nó mới đẹp, chứ còn nếu như mà để nó đánh lên rồi thì nó không còn cái giá trị của cái gọi là zin mộc của cái cục máy nữa rồi. Đấy. Các phần ốc bạc càng cũng như là ốc treo của cái chân sau đều còn rất đẹp. Chân chống điện nhá. Đấy, chân chống điện này. Đấy. Đầy đủ, bô thì cực kỳ đẹp luôn. Từ cuống bô cho đến thân bô là rất là đẹp. Từ cuống bô đến thân bô còn rất là đẹp. Đây các bạn nhìn nhé, thân bô nó đẹp như thế này. Zin nhá, bô zin nhá. Đây, HM Kenna này. Tem tiếc là zin theo xe đầy đủ, không thiếu một cái tem nào. Càng xe đẹp này, ti thụt long lanh này. Đấy, cái phần ti thụt các bạn cùng nhìn nhá. Đấy, sáng bóng luôn, từng chi tiết sáng bóng luôn. Vành bánh đằng sau này, tâm nan cực kỳ sáng. Vành zin theo xe nhá, vẫn tất cả DID này, DID Japan các bạn nhìn nhá, 296 230915. Đấy, nhìn từng chi tiết nói lên độ sáng đẹp này, rất là đẹp, rất là mới. Một con xe như thế này xứng đáng để các anh em con mua về để sưu tầm cũng như là để sử dụng hàng ngày, thì cái giá trị đều là rất là tuyệt vời. Đây, cái phần này, đấy, các bạn nhìn nhá. Đấy, pha xi nhan sau đều zin này, zin xi nhan sau zin hết này, đuôi đèn cũng zin này, lốp đằng sau thay rồi nhá, đây lốp đằng sau mới thay này, Mayer này. Riêng những cái phần tâm nan Mayer của xe này thì với cả vành bánh cực đẹp. Phải nói là cái nước mạ của những con xe Nhật này nó tuyệt vời. Những con xe Beo này gọi là Beo Nhật xuất Mỹ đấy, chạy đồng hồ dặm đấy. Như các bạn nhìn đây, đồng hồ là chạy đồng hồ dặm phía ngoài nhá. Đấy, dặm phía ngoài, phía trong mới là km nhá. Đây là tất cả những con Beo này là Beo xuất Mỹ hết. Đấy, cái phần bô bên này cũng đẹp từng chi tiết luôn. Tất cả những cái phần về tem mát của nhà sản xuất là đầy đủ, không thiếu cái gì cả. Hai bường cốp quá đẹp luôn. Phần xi mạ của xe phải nói là quá tuyệt vời. Vai xe xi mạ quá tuyệt vời luôn. Đấy, bên này nhá, ốc treo của bảng cạc này, như hai ốc treo của cái lề chân sau này. Đây các bạn nhìn nhá, cái chân phanh của nó như thế này. Rõ ràng nhá, các chi tiết mạ đẹp chưa, quá đẹp luôn này. Để chân này, cần phanh này. Đây, còn bường đìa, bường côn bên này thì là rất là đẹp rồi, bị rỗ ít này, một chút thôi, không đáng kể luôn, rất đẹp. Còn lại cái bường rất là mới, cực kỳ mới, tất cả con ốc zin từng chi tiết một luôn. Tiếng máy thì nổ thì thầm, đếm từng tiếng một, đếm từng tiếng thình thịch một. Tiếng nó chắc nịch chứ nó không như tiếng của xe 125 đâu. Tiếng xe 125 thì dù sao là nó cái cục máy nó nhỏ, nó sẽ không thể nào có cái lực như cái xe 250 được. Đấy là điều đương nhiên nhá. Tem của xe phía trên bình xăng này, quả bình xăng với cả quả cốp với cả các đầu đu với dán ni lông cực đẹp luôn, quá đẹp luôn. Này, đây, ốc của Ford đây, chưa qua chỉnh sửa luôn. Bao nhiêu năm như thế rồi mà chưa qua chỉnh sửa nha các bạn nhé. Tất cả chi tiết đều như vậy. Cốc dầu của phanh này, cốc dầu phanh này. Đấy, như thế này thì có thể gọi là con xe đẹp, quá đẹp không ạ? Quá long lanh không ạ? Có thể nói là nó là con xe siêu đẹp được không ạ? Đấy, anh em cùng nhìn nhá. DID Japan hết tất cả nhá. Từng chi tiết một nhá, không có cái gì để chê cả. Một con xe như thế này mà bây giờ mà để mà tìm được nó thì cũng rất là mất kỳ công. Xe còn trong dân thì cũng còn đấy, chứ không phải là không còn đâu. Thế nhưng mà để quan trọng nhất là mình có mua được hay không thì mới là cái quan trọng. Còn thế nhưng mà có khi nhìn người ta đi, người ta sử dụng mình chỉ ước ao thôi, mà không thể, người ta không bán thì mình không thể mua được. Và bên xe máy của anh mình, Hoàng Anh mình đợt này thì về được hai chiếc, một chiếc ở trong nhà. Thì đã có video clip rồi, và chiếc này là chiếc thứ hai. Rất là may mắn để săn được những con xe đẹp như thế này. Và để phục vụ anh em khó tính,
thực sự là những anh em nào khó tính và biết chơi thì nhìn xe là ưng, nhìn là thích và ưng. Và cái giá của nó cũng hiện tại thì mình bán cũng rất là mềm, bởi vì mình mua cái giá hợp lý thì mình sẽ bán cho anh em cái mức giá hợp lý. Chiếc xe Rebel 250 xuất Mỹ đời 2010 đăng ký biển kiểm soát Hà Nội này đang được bên xe máy Hoàng Anh mình bán ra với mức giá bán là 169,5 triệu nhá. Giá bán là 169,5 triệu cho con xe Rebel 250 này. Và anh em có thể đến thẳng địa chỉ cửa hàng là xe máy Hoàng Anh, địa chỉ 999-1001 Hồng Hà, Trương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội để xem trực tiếp xe. Hoặc là có anh em nào ở xa không có điều kiện để đến xem trực tiếp ngay lập tức thì có thể gọi đến số điện thoại liên hệ, số điện thoại của mình là 0905 95 8889. Mình sẽ xin phép trả lời tất cả những câu hỏi liên quan đến xe cho anh em được thoải mái nhất trước khi đến shop để bác em nó về dùng nhá. Rồi ạ, thế thì bây giờ thì mình cũng xin cảm ơn các bác đã và đang follow kênh của mình ạ. Mình cũng xin các bác một nút like và nút share để cho mọi người có thể video có thể tiếp cận được mọi người nhiều người hơn. Và mình cũng sẽ xin dừng video và hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo của những con xe đặc sắc hơn. Vâng ạ, vâng, mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.